sáng ngày 15 tháng 6 năm 2021, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện dự và chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch năm 2021, huyện chỉ đạo tổ chức 7 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm xã Mỹ Hòa, Suối Hoa, Nhân Mỹ, Ngổ Luông, Quyết Chiến, Gia Mô và xã Lỗ Sơn. Cuộc diễn tập sẽ được tiến hành từ tháng 6 và hoàn thành trong tháng 8 năm 2021. Nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển cấp xã vào trạng thái quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, bộ phận giúp việc ban chỉ đạo. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, các ngành địa phương nghiên cứu kỹ văn bản, kế hoạch. Các xã diễn tập chiến đấu phòng thủ xác định xây dựng các công trình gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp. Đặc biệt, cơ quan thường trực ban chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn các xã xây dựng hệ thống văn kiện, phương án, đáp án diễn tập sát với thực tế tại địa phương, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, thao trường, bãi tập, xây dựng các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, thiết bị trước, trong và sau cuộc diễn tập.